Validate nốt cái phần phần cái kia là cái gì nhỉ, bên này cái phần đường dẫn của cái danh mục controller này, admin này, category, được chưa? Chúng ta nãy chúng ta có cái hàm là hàm cái round admin là validate cái name đúng không? Đây cái này đúng không? Cái check name này, get check name này, chúng ta sẽ chuyển cái này sang bên controller. Chúng ta sẽ để là admin sược category controller hàm check name đó, và mở cái category controller ra. Chúng ta sẽ tạo cái hàm check name public function check name. Đó, xong. Chúng ta vẫn như vậy thôi. Nội dung ở trong thì vẫn như cũ, nó không có gì thay đổi cả. Chúng ta duplicate cái hàm này lên, chuyển sang check UIL bằng request này. Và đây check slug đi. Check slug. Chúng ta sẽ có get bằng slug get bằng category where slug bằng với cái request cho đến slug. First, nếu mà cái result bằng get bằng bằng phone thì true. Còn nếu mà kết bằng khác phone thì sẽ bằng phone và respond cái này luôn, nó không khác với nhau cả. Rồi hàm check slug. Đây. Chuyển nó trỏ vào trong cái hàm check name thôi mà. Ở đây tiện tay chúng ta duplicate lên có cái kết là check slug luôn. Check slug. Chúng ta chuyển cái này check name thành check slug luôn. Được chưa? Sau đó thì chúng ta tiến hành ở dưới cái màn hình cái view ấy, ở cái research view admin get form ở đây, các bạn sẽ check tiếp cái slug này. Chúng ta cũng làm giống như ở trên, require true. Xong rồi check existed bằng cái đường dẫn round và kết chấm check slug. Nó không khác gì. Trong cái slug này chúng ta sẽ có cái phần như thế này, sửa lại là đây là đường dẫn đã tồn tại
Nó sửa lại cái message của nó. Nhiều dây này. Biết dây nào không? Được chưa? Có thế thôi, dùng lại cái hàm check existed ở trong cái phần này. Chúng ta tiến hành test. Ví dụ như chúng ta xem có cái slug nào rồi nhé. Thê lồng thê. Tôi để như là reload này. Bóng, bóng chữ đá, đường dẫn đã tồn tại đúng không? Ví dụ đề bóng đá thiện TH thì nó được, đúng không? Xong chưa? Đây, ví dụ như chúng ta có bóng đá này, sẽ có slug là bóng đá ở đây rồi. Xong phim. Được chưa? Xong chưa? Vui lòng nhập tên danh mục, đây là bóng đá, tên đã tồn tại. Úi giời, lỗi này. Chẳng hiểu vì sao lỗi luôn. Đường dẫn đã tồn tại. Này thì pass này. Nếu bỏ cái này đi thì tèo, tôi coi là vì sao tèo. Check slug, cái slug này chẳng phải chu bóng đá. Hai tích, hai cái ngang tích này con. Ủa? Cái này ngon này, chạy được này. Hai tích này chả phải chu này. Check name. Có gì đó sai sai không ạ? Phones, ok được. Nhưng mà hai tích này sao lại trả về chu nhỉ? Swap sai. Cái hàm check slug, các bạn chờ tôi chút nhá. Admin này, category controller check slug này. Sau đó là category controller check slug request. À đây 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 đây. Sai đây. Cái này nó không phải là request trở đến slug mà request trở đến name. Xin lỗi các bạn. Nó sai đây này. Cái này vẫn phải trở đến name nhá, bởi vì trong cái hàng kia chúng ta sẽ gửi lên là cái name. Cho nên là nó sẽ phải lấy cái name, còn nếu không thì nó sẽ không giảm trả cái giá trị đâu. Reload lại. Ví dụ như là bóng đá kích ra ngoài vẫn tồn tại này, bóng đá 1 này, pass này, bóng đá này lại tồn tại này. Được chưa? Cái này vẫn phải chọn đến name nhá các bạn nhá. Được chưa?
Chưa được á hả? Được rồi nè. Để tôi đẩy quốc lên nhé. Càng xa.
chẳng biết của cô sai họ cái gì luôn đấy, xem lại. Thế mà ở đây vẫn là bóng đá, chứ bóng đá vẫn đúng này, cái bóng đá là bạn thử cái nhận cái tin tức thể thao này. Many members get xin chẳng hiểu luôn, cái chết cái cũng chết hay nhở. Mày kiểu gì nhỉ, hơi bị gì nên chưa gặp cái trường hợp. Trên cả không 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 hiểu thì sao chết luôn đấy, chết lúc cũng chết thú vị vãi trưởng, chưa nhìn thấy tình huống nào được vậy. Lỗi nó bỏ nếu nó ra dữ liệu thì đoán nhé là chạy xong nhé. Bình thường nó xảy ra thì cũng mình phải nhận
do gì nó lại có lúc thì nó xuống. Cái kia là tìm ra từ đâu? Chả đi chưa? Không biết chết ở đâu luôn. Cái này là có thể là có khả năng này do môi trường bị làm sao đấy. Xem tôi có bị dính không. Không chết cái nào luôn. Các bạn cũng cái chết cái không ạ? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Có khác gì các bạn? Cô mình chạy ngon lành kình đào vãi trưởng. Đang không hiểu vì sao của các bạn nó lại chết cơ. Thế mới dị. Check slot này. Round tôi thấy các bạn gửi đúng nhá. Đường dẫn các bạn gửi đúng rồi nhá. Hàm xử lý đúng rồi này. Nên là do cơ chế của máy các bạn có vấn đề gì đấy nhỉ? Thì tôi gửi liên tục nhá. Chết đi coi. Đéo chết. Cái gì thật? Không chết luôn á. What the fuck? Vậy là sao? Các bạn copy lại toàn bộ cái mớ này. Cái mớ này nhá. Được chưa? Ở trong category controller copy lại toàn bộ cái hai cái dòng này. Ở admin round copy lại toàn bộ cái nội dung của cái của file form này. Cái phần này này, cái phần get form validate này, các bạn copy hai cái thằng này cho tôi. Được chưa? Với lại cái còn cái file JS kia thì chắc nó cũng chẳng khác gì đâu. JS này, custom add value này. Cái đoạn này vẫn giữ nguyên đúng không? Chẳng có gì thay đổi cả. Xem nó còn nó còn sống hay nó chết. Hôm trước vẫn tôi thấy vẫn nó ổn, hôm nay không biết là vì lý do gì. Hay thật. Hiểu chưa? Đấy chứ, hiểu chưa?
Cái đấy để tôi về tôi check lại. Nhưng mà theo tôi xem thì là code của tôi không sai đâu. Có thể là do máy của các bạn có vấn đề gì đấy, máy Windows có vấn đề gì đấy, nhưng mà chắc là cái này phải xem lại đấy. Được rồi, không sao, cứ để đấy đã. Không sao các bạn ạ, cứ để đấy đã nhé. Tiếp theo này, chúng ta cứ tạm gác cái phần đấy lại đã và đến vài việc tính sau. Tiếp theo này, ở cái phần Slack, đây cái này, này, cái đường dẫn này có nhiều khi là nó bị lặp, đúng không? Và các bạn để ý nhá, ví dụ tôi vào kênh 14 này, các bạn nhìn thấy đường dẫn này là tương đương với cái gì? Tên bài viết đúng không? Đúng nhá. Cộng với cái gì đây? Ngày tháng năm giờ phút giây tích tắc, đúng không? Để cho nó không bao giờ bị lặp những cái đường dẫn khác. Được chưa? Ok chưa nhỉ? Nhưng mà cũng có những cái thứ ví dụ như thế này thì nó chỉ là tên là fashion thôi, nó không có cái đuôi kia. Đúng không? Tức là cái đường dẫn của chúng ta nó sẽ có hai trường hợp, một trường hợp là sẽ có thể là thêm những cái, nếu họ thích họ có thể thêm những cái ngày tháng năm giờ phút giây vào để cho nó không bao giờ bị trùng lặp nhau nữa. Còn một loại là họ sẽ tự chủ trong cái việc là tạo cái đường dẫn ra. Đúng không? Thì như tôi hay làm cái trò này. Đó là trong cái giao diện này tôi sẽ, ở phần này tôi thêm một cái button. Thêm một cái button vào đây. Khi mà người ta không nghĩ ra, tức là người ta muốn lấy cái đường dẫn này sinh ra được từ cái phần trên này. Từ cái phần trên cái gì mà tên đã tồn tại. Cái này hay nha. Không để tự nhiên mình nó sẽ mất. À được rồi, chết rồi. Chu mẹ gì. Thì tất nhiên là kích vào thì lại được. Ai chả biết. Nhưng mà tại sao nó lại bật ra cái này. Tại sao lại ngu thế, kích có được không. À, thế hai lưu. Lấy luôn. Cũng là lỗi này. Rồi ok, cái nó đã tí rồi tôi check lại. Được chưa? Tôi sẽ có một cái nút ở đây. Có một cái nút ở đây. Giống như cái phần ô tìm kiếm ấy. Bấm vào đây thì nó sẽ tự sinh ra cái đường dẫn dựa vào tên của danh mục. Được chưa? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm đây. Cái này cũng ứng dụng quá rắc. Thì ở phần đường dẫn này, ngay sau cái input tôi sẽ thêm một cái button có type bằng button luôn, có class là btn cách btn trừ sm cách btn trừ succeed. Trong này tôi sẽ có cái thẻ y, có class là fa trừ bold. Bầu này như là hình tia chớp. Tí tôi nhấc cái này lên tôi đặt lên trên là xong. Được chưa? Rồi chúng ta coi xem giờ nó ra những cái gì đã. Đây ra. Ủa? Xảy ra chữ B ta. Cái này không có phông awesome. Bầu phông awesome. Chờ tí để tôi xem phát biết ngay mày. Like bold, LT, không phải LD.
Đây rồi. Tia chớp. Được chưa? Tôi sẽ đưa cái này lên giống như ở bên kia. Thì tôi sẽ có cái đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Index này ở cái button tìm kiếm. Tôi có deep get relative này. Copy tôi vứt vào trong này. Xong. Và tôi sẽ có cái button này là btn asl form. Copy cái này vào. Thử xem cái có được không. Chắc là lên thôi. Lên luôn vừa khít. Được chưa? Thêm cái class ở bên kia vào là xong. Đây, deep get relative và btn asl form. Nhét vào phát là vừa khít luôn. Được chưa? Xong chưa? Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái này. Cái button này thì dễ rồi. Chúng ta sẽ có cái ID cho cái thẻ này. ID đây là Slack luôn đi. ID là cho thẻ input là Slack luôn đi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái sự kiện sau. Có sự kiện sau. À, quên cái này nữa, cái name này cũng nên có cái ID. ID bằng get name. Ôi vãi. Ốm rồi. Chúng ta sẽ code đoạn dưới này như sau. BTN ASL form chấm on click function. Khi click thì chúng ta sẽ có cái và get name bằng đô la thằng get name chấm van if get name bằng string rỗng hoặc get name bằng null. Thì return false. Tức là khi mà cái giao diện kia, cái phần get name ấy mà người ta chưa điền gì hoặc điền toàn dấu cách vào đấy thì chúng ta không có sự hành động gì xảy ra cả. Tuy nhiên khi mà nó không rỗng thì chúng ta sẽ tiến hành ở đây là gửi request để lấy ra URL mới. Chúng ta sẽ tiến hành là xử lý như sau. $.azac Uh,
URL, URL nó sẽ bằng với cái round get slug, get slug method post data name bằng get name, đây là value, đều đây là value name bằng get name. Sau đó chúng ta sẽ có cái data type, nó sẽ bằng là json. À, cái này còn thiếu, cái này còn thiếu là cái gạch dưới token, nó sẽ bằng với cái đô la ajax token chấm van. Sau đó chúng ta tiến hành succeed function rs. Chúng ta sẽ có cái đô la thằng slug chấm van, nó sẽ bằng với cái rs rs chấm data. Thế thôi. Được chưa? Chúng ta chưa có cái round là cái slug nào đúng không? Đúng không? Xong cái đoạn này chưa? Trông thì cầm cúi lắm. phạmngocanh.com sống sao với 6 triệu một tháng? Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cái get slug này đào đâu ra, cái này để viết ở đâu? Đố các bạn cái này viết ở đâu? Viết trong admin. Round hay chấm hay chấm post đúng không? Get slug với function. Để chúng ta ra nhận biến request. Request cho đến name và get slug. Trong này chúng ta sẽ có cái
Làm sao để lấy ra ngày tháng năm bây giờ ta? PP get date time. Ok, cứ vứt đây đã. Chúng ta có thể là viết vào đây là cái biến slug result nó sẽ bằng str slug. Cái này của Laravel có sẵn nhá, cái hàm str slug này. Request cho đến value return cái return respond cho đến json một cái mảng cái data mang giá trị của rest result kia. Được chưa? Test cái đã nha. Yes luck này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xong phần này rồi. Gửi request rồi, test cái. Chắc là chạy được thôi. Đây để là Trần Hữu Thiện. Gì vậy? Lỗi gì à? Sao what the fuck, sao lại có check name? Sao có check name nhỉ? Bấm vào đây mà. Đây get slug rồi, lỗi rồi. À đây rồi, dính lỗi unknown status đây rồi. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao lại dính cái lỗi này? Dị thật. Tại sao mình lại dính cái lỗi này? Như là gửi hai cái cùng một lúc hay sao á? Chết luôn công ạ. Message không có gì. Log exception không có gì. Ồ. Gì nhỉ? Tôi nghi ngờ khả năng cao là do thằng này. Cái thằng Ajax Token này. Chờ tôi chút nhé, để tôi thử comment cái này vào phát xem có nó có chết nữa không. Nếu không chết thì có khả năng là do thằng kia, thật. Coco. Bấm đây. Slack. Thế cái này nó không phải do thằng kia rồi. Đến do server rồi. Cái gì vậy? URL này. Route get slug. Admin get slug này. Method bằng post này. Data. Tôi còn thiếu cái gì không nhỉ? URL. Sao đây nó màu vàng. Bên này của tôi nó màu gì? Màu trắng. Không, trong trong HTML thì màu trắng là chuyện bình thường. Method bằng post này. Data type json. Chắc là không sai đâu. URL này. Method này. Data này. Data time. Đúng mà.
Rồi ok, tôi đã bị lỗi. Để tôi xem nó vấn đề là gì. Đưa đây một, xem nó có lên được không. Round post name slack. Chết luôn. Ok private này. Cái này không gửi token lên à? Get name token bằng Ajax ở đây, vào cái này. Thế thì có khả năng cao lỗi của các bạn là do cái thằng token kia rồi. Ra rồi đúng không? Lỗi của các bạn là do thằng token này. Các bạn check lại cái thằng token xem nó có gửi lên không nhá. Các bạn kiểm tra cho tôi này. Thứ nhất, các bạn test đi. Các bạn có đủ khả năng test rồi đấy. Tôi cũng không sửa code gì đâu. Tôi chỉ thêm mỗi cái dấu thăng ở đây thôi. Thêm mỗi cái dấu thăng ở cái đoạn này thôi. Còn của các bạn cứ để tí nữa tôi check cho thử xem có vấn đề gì không. Nửa lúc chết lúc không có khả năng là do thằng Azot token này nó gửi cả nhiều cái cùng một lúc quá nó chết. Các bạn xem nó có bật ra cái slack không. Ví dụ đây là Văn, đây là Nguyễn Anh Văn à? Nguyễn Anh Văn, bấm đây cả nó sẽ ra Nguyễn Anh Văn. Xem có ra không? Có chạy không? Không chạy luôn. Trông mặt đần thối rồi. Tại sao tôi làm cái gì cũng được? Chạy không? Chết này. Sao lại chạy cái 500 này? Chưa có sự kiện ạ. Thank you.
Tôi buồn với cô lắm.
còn phải thêm cái ngày tháng năm vào nữa đúng không? Xong cho người ta xóa đi các thứ kiểu thích làm nào xóa thì làm. Chúng ta lấy ra là PHP get date current get micro time. Đây micro time này. Micro time date format đâu nhỉ? Không có gì ta? Đây là string to time. Đây rồi. Xem xuống xem cái ví dụ của nó thôi. Đây à. Date này. Đây là format này. Y lớn. Đây. Chúng ta sẽ có cái đoạn lên trên này. Admin cộng với một dấu là dấu trừ đúng không? Cộng với đây là va à nhầm $date bằng $date bằng cái hàm gì để tạo ngày tháng năm ấy nhỉ? Date hàm date đây là IMD của micro time. Nó không, micro time không đúng. PP get current date time. PP tester này. Date. Cộng với cái này.
Đó, ra xem cái gì nhé. What the fuck? 2017 tháng 11. Đây là thứ 5. Sai rồi, sai format rồi. À, tháng luôn nhá. Man này, M lớn này. Đây là M nhỏ này. M nhỏ. Nhét M nhỏ vào đây. M nhỏ này. Ngày. Ngày ngày. Đây D nhỏ. Cái gì vậy, nhại à? D nhỏ này. Xong rồi giờ. Giờ là H lớn hay H nhỏ nhỉ? H. H lớn. H lớn này. Xong rồi Y nhỏ này. Xong rồi đến second này, F nhỏ này. Xong rồi đến micro time. Đây, B. Rồi, đấy. Nhét vào. Lô trà. Đấy, giống ngay. Yeah, đây. Ôi vãi, Sapa có băng rồi. Thích thế á. Lên đến rất chết bà rồi. Thích cái gì? Xong chưa? Được chưa nhỉ? Xong chưa? Còn cái lỗi của các bạn ấy, tôi nghi ngờ là do cái thằng này này. Do thằng Azak Token ở bên các bạn thử làm cái này cho tôi xem có được không nhá. À, vào cái kernel, vào app này, vào kernel này, được chưa? Kéo dưới một tí ở cái đoạn web này, nó có cái đoạn verify CSRF token, các bạn comment nó vào.
comment cái verify CSS token này vào, test lại thử một phát xem có được không. Thử xem có được không. Bỏ cái này đi. Có được không? Không được. Tèo vẫn tèo. Ừ. Kiểu nó phải thế. Tôi vẫn được như bình thường, thế mới khổ nạn. Mình vẫn được như bình thường mới đều. Không được à? Hả? Nếu các bạn tích vào cái đấy, ăn comment cái đấy thì tất cả các form của chúng ta cũng nên cũng được phép là bỏ hết cái CSRF token đi, CSRF field đi. Có gì đâu? Có chạy được không? Hai. Vẫn không. Ồ, ồ. Không phải lo cho tự nhiên đâu. Buổi trưa nó cũng chạy mình về. Cái nào về? Cái này á? Cái này á? Cái này á? Cái này á? Cái này là cái gì? Đây, bây giờ mình nhắn nhiều.
tên mà. Cái gì đây? Cái nào có gì cái nào không? Không xịt được đúng không? Đúng không? Còn cái do cái này do cốt JavaScript thôi. Đây này, do cái hàm name kia trả về cái gì? Hàm name kia trả về visa mà. Hàm name kia chỉ trả về cái bảng này sẽ làm gì? Đây là do server đều, máy đều phản hồi chậm quá. Thấy không? Chết thẳng rồi. Cái này là do máy, không phải do code nha. Do máy phản hồi chậm quá. Đúng không? Sao Hải đi chứ? Sửa cho mấy rồi thế nào? Phải ấn ra để thôi rồi, thêm một bàn. Đấy là cái giải pháp để giải quyết vấn đề này. Ăn comment vào. Comment vào. Rồi xong, đấy là về cái slug này và về cái category. Chúng ta sang phần áp ảnh nhé. Thích về hiển thị trang chủ này, xong chúng ta sang phần áp ảnh này. Đây, chúng ta sẽ vào phần category controller. Thôi được rồi, dừng ở đây. Thôi, dừng ở đây. Chúng ta có phần DD, tôi sẽ làm phần áp ảnh trước nhá. Xong rồi làm phần request thì các bạn tự làm thử xem có được không. Đây request all này, xong chưa? Đây là giúp chúng ta tạo ra một cái danh mục mới. Tôi test phát, lưu vào. Cái gì mà bóng đá 1-2-3 đã tồn tại trời. Danh mục tra là bóng đá đây. Được chưa? Này bóng đá 1-2-3 đã chạy rồi, có rồi này. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý đến cái phần ảnh. Thì ảnh giờ làm nào? Trước hết để kiểm tra xem có upload được ảnh lên hay không thì chúng ta phải xem cái form. Cái form của mình đã có cái encrypt type bằng multipath form data hay chưa. Nếu chưa có thì thêm vào. Kiểm tra lại đi. Để gửi được media từ form lên server thì chúng ta bắt buộc phải có cái này. Không chưa? Sau đó các bạn tiến hành vào trong cái phần kết controller.
chúng ta tạm thời comment cái phần model save lại, từ từ đã. Chúng ta tiến hành là dd ra cái request trỏ đến hash file và viết vào đây là tên của cái field file á. Đâu nhỉ? Đây. Name là image đúng không? Copy cái này. Hash file image. Chúng ta ở trong cái request, cái lớp request ấy, nó có cái nó có cái hàm là tên là hash file. Nó sẽ kiểm tra xem là cái có file tên là như thế này đẩy lên hay không. Được chưa? Đây là hàm hash file, để tôi comment vào đây là upload file. Đúng chưa? Xếp xuống. Sau đó ra phía ngoài này chúng ta tiến hành là chu file. Ủa, mình không có file ảnh nào thật à? Tôi upload cái file ảnh này lên nhá. Được chưa? Lưu. Thấy gì? Chu đúng không? Back lại, reload trang. Chúng ta không chọn này. Lưu. Thấy gì? False. Được chưa? Thì chúng ta ở đây sẽ có cái là if request head file image. Được chưa? Chúng ta sẽ có cái file name bằng upload này cộng với upload sược cộng với unique ID cộng với đoạn dấu trừ này $file bằng request cho đến file image cộng với $file cho đến cái quái gì nhé, như là name. Nếu tôi nhớ không nhầm là như này, thì tôi xem lại. Xong chưa? Chúng ta vào Laravel.com để search upload file. Chúng ta chọn cái file HTTP upload ấy. Thì ở đây nó có phần upload file này. Đây, request file tên avatar. Lấy ra file name. Chờ tí nha. My name. Đây. Cái gì đây chẳng? File directory hình như không phải đâu.
Laravel get upload by name. Yeah. Get client origin name. Rồi chúng ta delete ra cái file name. Delete ra file name. Được chưa? Test cái nhé. Thì tôi test xong tôi sẽ đẩy code lên cho nó chạy được đã. Bắt chạy này. Vất lên. Các bạn nhìn thấy gì? Upload này, cái đoạn text, cái này sẽ không bao giờ bị trùng nhé. Cộng với tên file gốc là mobile app my trip jpg đúng không? Đây đúng là tên ảnh không? Sau đó chúng ta tiến hành là lưu file này, đã có một cái file tên file không bao giờ bị trùng rồi. Chúng ta sẽ lưu file vào, chúng ta sẽ có đô la là file trở đến store s store s file name. Và dd là đăng. Được chưa? Test thử cái nhá. Vào đây chúng ta reload lại trang. Giời ơi. To fill argument to function. Có gì đó không đúng. Đây chúng ta bỏ cái này đi. Sửa cái này thành string là upload. Phải. File name. Đây là thư mục chứa, còn đây là tên file. Lốt ạ. Xong, đăng. Là file đã lên rồi đấy. Đố các bạn biết bây giờ file nằm đâu? Phải nằm đâu ấy hả? Tôi tìm nó không mất tôi cái gì? Storage app upload file đây. Được chưa?
đúng không? Cái unique ID này, mobile app MyTrip đúng không? Thế là file đã lên được server. Nhưng mà chúng ta thường thường ấy, chúng ta chẳng làm nó ở trong này đâu, không lưu cái ảnh ở trong phần storage này đâu, mà chúng ta thường thường lưu ảnh ở trong cái thư mục là public để lấy ảnh nó ra cho nó dễ. Bây giờ chúng ta phải chuyển cái nơi lưu trữ cái file upload ấy, lên cái thư mục public này xong đến upload lưu trong này. Bây giờ làm sao để sửa? Chúng ta vào phần app, ở đâu, vào phần config, vào phần file system, config vào file system. Chúng ta có phần disk local này. Chúng ta sửa storage path thành public path. Public path và xóa cái ở trong cái đi. Chỉ để là public path thôi. Config file system, sửa cái storage path chuyển thành public path để rỗng vào trong. Được chưa? Bây giờ chúng ta ra ngoài này, chúng ta reload lại trang. Done. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cái thư mục public sẽ có thêm thư mục upload và cái ảnh ở đây. Được chưa? Đến nơi chúng ta config lại cái thư mục chứa ảnh của chúng ta. Để lấy được ra cái ảnh này thì chúng ta rename nó, copy tên này, sau đó chúng ta là localhost 8000 sược. Ủa, not found. Ở đây thiếu cái thư mục upload sược, đúng cái ảnh chưa? Tôi up lên thêm cái ảnh nữa nhá, back lại. Tôi up một cái ảnh khác lên. Đây, ảnh soft skill hoặc là ảnh graphic design hoặc là cái này đi, đúng không? Graphic design này, lưu xuống. Đăng. Giờ tôi sẽ có hai ảnh, là cái ảnh này, touch the sky, đúng không? Chúng ta rename, copy về trong ngoài này để nhìn cái ảnh đấy. Đúng chưa? Đó là cái cách chúng ta sẽ up ảnh lên trên server. Xóa thì xóa, xóa thôi. Mình thích thì mình xóa thôi, vì mình có dùng cái thư mục ấy nữa đâu. Xóa đi cũng được. Thì đấy là xong cái việc upload ảnh. Bây giờ đơn giản, việc còn lại chỉ là lưu trữ lại ảnh. Sau khi upload xong, chúng ta sẽ có cái file name bằng upload sược cộng với cái biến là file name. Còn ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái biến file name bằng null. Ở đây, để chẳng cần. Cái này chúng ta sẽ có là model trỏ đến image bằng upload cộng với file name. Sau đó chúng ta thực hiện là model save.
được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lưu lại cái thằng này. Đây, lưu thành công rồi đây. Đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ xem trong DB nó có những cái gì. Reload trang. Đây là cái 17 này. Chúng ta nhìn thấy cái này không? Upload này, ảnh ngọt các thứ này. Đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ lôi nó ra ở ngoài cái đoạn, tôi sẽ thêm một cái phần ảnh ở giữa cái này. Ảnh ở đằng sau cái tên hoặc là trước cái tên danh mục đi. Thì chúng ta sẽ vào trong cái index của category. Chúng ta sẽ thêm một phần index cơ mà. Index. Ở đây, 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 đây. Index này. Chúng ta sẽ thêm một cái cột nữa. Chúng ta thêm một cái cột nữa là cột ảnh. Ảnh. Đúng không? Thì ở trong này, chúng ta sẽ thêm một cột nữa vào đây. Cột này tôi sẽ để trong này là một cái img src bằng cái element trỏ đến image có width bằng 70. Được chưa? Chúng ta đã nhìn thấy. Ủa, sao không thấy gì ta? Để coi nào, xem bị lỗi gì. Ảnh này, IMGSRC. À, cái này nó phải là asset, asset element image nó mới ra được. Chưa? Còn các thằng khác thì khỏi ra. Xong chưa? Để lấy ảnh ra ngoài. Cứ đẩy cốt lên nhé. Rồi còn ai chưa được không? Không mặc gần khối khổ thân. Bây giờ mình chạy lại cái slack. Asset. Đọc chữ nhá, asset chứ không phải asset. Tính phần ảnh rồi thôi mà. Này là cái một. Thank you.
chưa xong nha, phần danh mục vẫn chưa xong nha, còn nhiều. Cái này nào kiếm thử cái ảnh nặng khoảng 5GB vứt lên nó có chạy không? Có tải nó lốt lên. Là 5GB. Thử đấy. Có đấy, sẽ có những cái ảnh rất là nặng, 27GB có một cái. Có cái ảnh gì chân, mấy ghi, 20GB. Theo mặc định của chúng ta thì cái Apache của chúng ta nó sẽ chấp nhận cái dung lượng file maximum file upload là 2GB. Chúng ta có thể nâng cái maximum upload đi lên ở trong cái phần chúng ta vào theo đường dẫn là sàn này, PHP này. Và chúng ta tìm cái file php.ini, nó sẽ có cái là max upload gì gì đấy tôi không nhớ, nó đi kèm với số 2MB. Chúng ta sửa cái số này đi. Search cái đoạn max upload này. Không nhớ lắm cái đoạn đấy đâu. Ở đâu á. Ví dụ tôi sẽ mở cái file php.ini của tôi ra. Đây, cái file pp.ini ấy. Chúng ta mở nó ra. Tìm cái max upload. Ủa? Upload. Đây. Thứ nhất là có max file upload. Đây là số lượt upload trên một request maximum. Thì là tôi đang để set của tôi là 20, tức là gửi cùng một lúc lên được chấp nhận gửi 20 cái. Đây là maximum. Còn có một cái đoạn nữa, nó là cái maximum cái gì gì upload file. Hả? Lỗi gì? Đây là đây, upload max file size là 128, tôi để 128MB trên một cái. Sửa cái này xong phải reset, reload, restart lại cái app trên thì mới chạy được. Đây đấy, tôi đang chuẩn bị nói đến phần này. Sai rồi, biết sai rồi.
The iteration này cái này nó phải là cái gì? I meant it right. Imagine. Cho cả cái lại lúc để ta xem rồi thế nào nghe chúng tê nóng hỏa quạt rồi bẹt cái kia xuống 0.7 vậy bẹt xuống xếp xuống sửa cái ALT thành quýt không tí này nó to bật rồi đấy sang bên kia 70 hoặc 80 gì đấy thì xếp xuống phần trăm em đập bây giờ đi liệu đi chẳng hai chẳng hai rồi chẳng ba chẳng có cứ tìm cũng có các tôi đi có đâu trong nam mình kết quả là trong kia phải ở đây có đây là gì bà biết là thiếu cái gì không vào đoạn upload này đấy các theory của chúng tôi dưới kìa mô đồ hình hai mét kìa đấy vào trong cơ sở dữ liệu sửa hết lại mở đi bây ra sửa hết upload cái kiểm tra xì vào rồi ra ngoài cái rìu trang bên kia cái gì vậy à ai lùng quá vẻ là bạn có đi về đến từ đâu đấy tìm cái sạch tìm cái sạch không trăm hai
sau là chạy được. À đúng rồi, con này nó có chạy đến sân vương và con chạy quái đâu. Quên mất. Start lại rồi con kia. Start lại nhé. Quên mất. Laravel nó không chạy qua sân vương của sát. Nó chỉ lấy ra PHP thì các bạn hãy start lại sân vương. Start lại sân vương là được. Start PHP thì dần sớt lại. Các bạn sớt lại cái PHP thì dần sớt lại nhé. Là được. PHP API dừng sớm mà mở cái form online ra. Sớm để nó chạy đi. Rồi chứ cái này có chạy qua ba chê đâu. Rồi cái này xin biết đi. Không ăn bố lại một tay về bố mất. Đi. Quên mất đấy, tôi tự nhiên tôi quên mất. Đấy là upload file. Biết vì sao tôi phải thêm cái đoạn này vào không? Cái đoạn 5A16 cái gì gì. Vì sao tôi phải thêm cái đấy vào? Ý đồ. Biết vì sao phải thêm cái mới này vào? Nếu trùng thì sao? Nếu trùng thì sao? Nếu trùng thì sao? Các bạn lưu ý này, đây là một cái vấn đề khi mà chúng ta làm việc với file, bất kể loại file gì. Khi mà file của chúng ta mà upload lên hai cái file mà trùng tên ấy, mặc dù nội dung khác nhau, ví dụ cái chúng ta có một cái ảnh A. Ảnh A là nội dung là Ngọc Trinh. Ví dụ thế. Đúng không? Hình em Ngọc Trinh thì trong ảnh. Ảnh B cũng là ảnh, có một cái ảnh A khác đặt ở thư mục khác. Nhưng mà nội dung ở đây là em... Em nào rồi? Chị Pu. Đúng không? Thế là thằng Văn hâm mộ Ngọc Trinh để cái ảnh Ngọc Trinh cho nó avatar. Đúng không? Thì trên server sẽ lưu là A.jpg. Đúng không? A.jpg như này. Sau đó thằng Hải hâm mộ Chipu lại cũng đặt cái ảnh của mình tên là A.jpg upload lên server làm avatar. Nếu đến server nó sẽ nhìn thấy trên này nó có cái ảnh A rồi. Nó không giống như cái hình điều hành Windows của bạn đâu. Nó không có cái chuyện là hỏi xem là cái có giữ cái này hay là replace hay là đổi tên các thứ kiểu thêm số 1, số 2 đâu, không có chuyện đấy. Mà nó sẽ ghi thẳng đè lên cái ảnh A rồi tự nhiên cái ảnh Văn ấy, đang là Ngọc Trinh, hôm sau chạy vào login nào sẽ chuyển thành nội dung là chi phu. Đấy chưa? Thằng Văn cay lên, xóa bố lúc cái avatar của Văn đi. Xóa đi. Tức là cái file A.jpg này không còn trên server nữa. Hôm sau thằng Hải lên thì lại tự nhiên là thấy mất avatar. Đúng chưa? Thì đấy là cái bài toán khi mà chúng ta không để tên này nó unique. Được chưa? Đây là thực ra là lo xa thì làm cái này thôi, nhưng mà nếu thực tế thì người ta sẽ mỗi một cái danh mục hay mỗi một cái user người ta sẽ tạo ra một cái thư mục riêng cho cái ID của user đó qua ngành của họ vậy, thì nó sẽ tiết kiệm tài nguyên hơn khá là nhiều. Được chưa? Còn đây là chúng ta up bậy up bạ quăng hết lên trên upload như này thì còn được. Được chưa nhỉ? Rồi sang vấn đề tiếp theo là chúng ta sang phần upload đi. Upload ví dụ tôi update. Chúng ta update edit ở đây. Chúng ta thử save không? Save được không? Tên đã tồn tại. Đúng không? Mặc dù là chúng ta xử lý cái trò này là đây là thực ra tên là tên nó đường dẫn là của chính nó thì phải cho nó giữ chứ. Đúng không? Nhưng đây nó không cho
không cho lưu xuống bởi vì nó đã kiểm tra tồn tại rồi. Bây giờ chúng ta phải làm nào, làm kiểu gì, xử lý cho thằng này như nào? Nga xử lý thằng này như nào, thử nghĩ giải pháp nào. Không cách xử lý gì à? Học dốt thế, hết bọn đồ đi làm sao được? Cái này xử lý cực kỳ dễ luôn. Xử lý nào? Cái phần update này chúng ta đã có cái ID của bài viết rồi, của danh mục rồi. Thì khi chúng ta viết tên của phần danh mục kìa, đằng nào chết bằng hashtag đúng không? Nhá. Thì khi mà chúng ta gửi cái name của nó đi, chúng ta gửi kèm theo cái ID của sản phẩm, ID của cái danh mục như sau. Chúng ta gửi kèm lên, sau đó là chúng ta ở bên trên cái server chúng ta vẫn check cái này như bình thường nhá, vẫn check cái này như bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta update thì chắc chắn là nó sẽ đã tồn tại rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta kiểm tra cái ID của thằng kết trong DB, nếu mà nó bằng với cái thằng kết được gửi lên từ Ajax mà nó bằng nhau thì vẫn chấp nhận cho sử dụng cái name này. Thế là xong rồi, đúng chưa? Làm thôi. Form đâu nhỉ? Đây rồi, kéo dưới này. Thứ nhất, chúng ta có existed, chúng ta edit nó trở thành một cái mảng, đúng không? Trong này chúng ta chuyển thêm cái model cho đến ID vào đây. Ở dưới này cũng vậy. Còn nếu mà cảm giác không thích thì chúng ta chuyển cái này thành một cái object. Tôi thích object hơn. Đây là request URL bằng cái row này. Tiếp theo đây là ID đúng không? Tôi sẽ có là model ID 2 chấm bằng này. Ở dưới cũng vậy, tôi chuyển thành dạng object thôi. Chuyển thành object như này. Thực ra mình code thì mình thích làm nó thành cái gì thì hả? Được chưa? Không nhá. Bây giờ ở phần custom validate method này chúng ta sẽ sửa lại cái này. ATTR chấm chấm cái request URL. Request URL. Ở phần data này chúng ta thêm một cái nữa là ID. Nó sẽ bằng là ATTR chấm model ID. Truyền cảm cái này lên. Được chưa? Truyền cả cái này đi. Xếp xuống.
Được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ vào category controller, cái hàm check name này này. Hàm check name này này. Chúng ta if get, tức là trong trường hợp get có tồn tại thì chúng ta sẽ tiến hành là if get có tồn tại này và get trỏ đến id bằng với cái biến request trỏ đến id thì return true. Còn nếu không thỏa mãn cái này thì chúng ta sẽ chạy xuống cái dưới là sao. Tương tự với như ở kia, copy cái này vứt xuống dưới này. Được chưa? Test thử phát nha. Lỗi rồi. Chỉ object đây. Chờ tí nhá, xem network nó lỗi cái gì. Nó cái mó ấy. Network này. Response content must be string or object implement to string boolean given. À đây. Đây return true này. Đi săn mà. Chúng ta đang của tôi thì return như này được nha, còn của các bạn nếu đã nãy đã sửa rồi thì phải sửa theo cái lúc nãy. False. Những cái này bằng một cái hồi chu chứ. Sao chu mà cũng bị nhỉ? Các bạn chờ tí để tôi test lại đấy nhé. ID 17, name, token. Hết rồi. Hết rồi. Return true nhá. Được chưa? Ở đây tôi chỉ muốn update lại, sửa lại mỗi cái tên, mỗi cái ảnh thôi. Tôi sửa lại thành cái ảnh này. Software Developer Company, open ra, new lại. Đấy. Ở đây tôi sửa lại cái thằng bóng đá này. Tôi vẫn giữ nguyên tên và đường dẫn. Tôi sửa lại cái ảnh của nó thành Grab Design. Sửa thành cái khác đi cho nó nhiều. Accountant Software New. New. Được chưa? Sửa lại mỗi cái ảnh thôi. Chẳng vấn đề gì cả. Tin tức này cũng vậy. Chọn ảnh. Được chưa? Xong. Tôi đẩy code lên nhá. Chưa hết đâu, yên tâm. Còn một phần nữa, còn một màn nữa. Màn validate ở phía server.
Chứ này chưa xong đâu. Nào đâu, có gì? Vẫn luôn lúc đầu. Thế gió ăn đầu. Gió ăn đầu, kích vào của bọn về check lại nhá, hoặc là ai có vấn đề gì thì copy và đẩy lên trên cái group lớp ấy, tôi sẽ nhảy vào tôi giúp cho team view xem như thế nào. Chờ thì có ngay. ZQuery show image. Chờ đi tôi coi xem. Thử cái nhá. Chúng ta có cái image ở đây. Đâu nhỉ? Phần form. Cái ảnh đâu nhỉ? Đây, đúng không? Chính nó. Chúng ta có cái img src bằng rỗng này. Có cái width bằng 100 pixel. Có cái ID là example img. Được chưa? Chúng ta sẽ có thêm cái đoạn này vào thử coi nhá. Đây là cái này có ID chưa? ID của IMAID đúng không? Tôi thử phát như này coi. Document get event by ID là IMAID. IMAID này, không, on chain function reader bằng file reader on reader on load element target result. Đây là example img. Thử cái nhá. Hy vọng được. Em. Chết CS rồi. Unexpected token. Cốt dòng nào để bị lỗi không? Đây là cái gì? Đóng vào đây này. Chờ tí. Đây đây. Tôi cốt lại cái đoạn này bằng jQuery. Không nhỉ? I need file. Chấm on chain function. Rồi. Và reader bằng file reader. Reader on load. Cái gì đây? Document get event by ID example img đúng nhỉ? Chấm src thử coi xem có chạy không.
on load này để cử việc kiện này. Có vẻ sẽ không chạy, lỗi luôn rồi này. Lỗi là dòng nào để kiếm đoạn GS khác. Kiếp dài thế. Xem có đoạn nào có ví dụ. Kiểu này gì? Đây đúng không? Coi nào. Input file này, on chain function. Được rồi. On chain function. Có đúng ID là emit không? Input file on emit này. Chấm chain function ở trong event này đúng không? Example thử cái. À, vẫn lỗi GS này. Lỗi này là lỗi ở dòng nào á? Get form by date này. Lỗi GS rồi. Lỗi GS chết từ đâu rồi đấy. Các bạn chờ tôi tí nhé. Tôi tìm lại xem là cái này nó chết từ cái bước nào. Sao cái này lại chết nhỉ? Tèo luôn GS ở đây rồi. Chết lúc nào này? Request log này, module này. À đây rồi, cái module ID. Đây, cho cái trường hợp này thì chết này. Rồi, giờ hết chết rồi. Phệt lại cái này xuống. Ảnh đâu? Ủa, cái ảnh đâu nhỉ? Tôi xóa mấy cái ảnh rồi.
IMG này, SRC này, có ID bằng example image width bằng 100 pixel. Đây đúng không? Không chạy luôn. Đây. Chẳng qua là do cái style của nó đang bị ngu ấy. Lên rồi đúng không? Thế này thì chúng ta tiến hành sửa lại cái style của nó, style hiển thị thôi. Tôi sẽ có như sau. Đâu nhỉ? Mình toàn bị quên cái chỗ đây thôi. Đây. Tôi sẽ có div là class là row. Chưa? Thành div class là côn trừ ở đây trừ 3, 4. Rồi 6 đi. 6 của 6 là một nửa. Rồi img nha. Bỏ cái đi. Úi giời ơi. Form group này. Nó vẫn bị chèn. Cái row đây. To quá. Đúng không? To quá so với quy định. Width bằng 200 pixel. Được chưa? Đấy là cái đẩy lên để nhìn thấy luôn mà. Có đoạn code thôi. Thì cái logic của nó ở đây là gì? Nó bắt cái sự kiện train, on train của cái phần cái file upload này. Sau đó nó sẽ chạy cái function là sự, đây là cái event này là cái sự kiện nhé. Thì chúng ta sẽ có cái TTMP path. Nó chính là cái đường dẫn tạm thời của cái ảnh khi mà đưa lên trình duyệt. Nó sẽ bằng cái URL created, create object URL của cái event target file không, thì đây nó là file ảnh cho nên nó lấy được cái đường dẫn, cái tài nguyên của file. Sau đó nó set lại cái attribute src của cái thằng ảnh ấy bằng cái này. Chúng ta hoàn toàn có thể làm cái này thì đây cái ảnh đúng không nhỉ? Đây cái ảnh đấy đúng không? Chúng ta sẽ set cho nó bằng cái này. Model asset dollar model trở đến image. Trong trường hợp update thì nó sẽ ra cái phần cái nội dung ảnh, ví dụ phần này click vào đây nó ra ảnh đúng không, nó chọn một cái ảnh khác thì nó sửa thành cái ảnh mới, được chưa? Nhưng mà trong trường hợp insert mới thì nó không có, chứ nó không hiển thị, như vậy cũng hơi thiệt thòi cho nó. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là default search default image, ví dụ cái ảnh này chẳng hạn, hoặc là cái ảnh này đi, đây ảnh này, đây ảnh này đi. Tôi copy cái ảnh này về, save it, tôi lưu vào trong cái project của mình. 1706 này, log này, public đâu nhỉ, public này, upload này,
đây default img.jpg đúng không? Xong thì ở đây tôi sẽ có là đây a cộng if của cái model trở đến image mà bằng với rộng thì hiển thị cái asset của cái upload sược default trừ img.jpg đúng không? Còn a cộng else thì hiển thị ra cái gì? Asset model image và cuối cùng là a cộng end if. Viết này nó khá là lằng nhằng. Chúng ta cứ enter thẳng vào xuống dòng là được. Ủa sao thằng này nhiều này. Thử cái. Được chưa? Trong trường hợp tạo mới thì nó sẽ để là cái ảnh mặc định này. Bây giờ chúng ta chuyển sang một cái ảnh khác. Soft skill. Đấy. Xong chưa? Mặc định. Làm cái này nhanh ấy mà. Tôi thực ra tôi cũng chẳng nhớ mấy cái code này đâu. Sức đâu ra mà nhớ. Rồi, buổi sau chúng ta sẽ học tiếp nốt cái phần validate, cái phần tên danh mục cho trường hợp upload bằng server, code server. Vẫn còn nữa, chưa hết được, chưa thoát được khỏi cái danh mục này đâu. Nhiều lắm. Cứ đẩy code lên rồi đấy.